hồn ta xuyên không nguyên chủ động phòng hoa điền đêm đó tuy nhiên ngay khi ta vừa vén khăn voan đỏ của cô dâu đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo không được vợ chức kiếm thánh của ta đột nhiên xông vào động phòng trực tiếp đem ta treo lên đánh ba ngày ba đêm càng là đem cha ta đánh chạy chối chết thậm chí bắt cóc vợ ta người vừa mới qua cửa lúc này ta nhìn nến đỏ trên bàn kinh ngạc xuất thần nhưng mà vẫn ngồi ở đầu giường mặc nữ tử áo cưới nhịn không được nói phu quân đêm đã khuya chúng ta đi ngủ sớm đi giọng nữ thanh thúy êm tai đánh thức ta dậy khỏi những suy nghĩ hỗn loạn ngay sau đó ta đứng dậy nhìn một thân đang mặc bộ đồ nữ tử áo cưới đỏ nhíu mày cô nương không bằng chúng ta tìm hiểu lẫn nhau trước rồi hãy nói trong lòng nữ tử căng thẳng vội vàng vén khăn van đỏ lên nếu ta gả vào bạch phủ thì đó là người của tự phủ tự nhiên hết thảy theo ý nguyện của phu quân không biết phu quân muốn hiểu như thế nào ta nhìn mỹ nhân trước mắt trong nháy mắt sừng sốt quả thực chính là tiên nữ hạ phàm phu quân phu quân tỉnh lại lúc này đường tiểu uyển cũng rất bất đắc dĩ với người cha đánh bạc của mình chỉ vì mười lượng bạc trắng đem cô bán rẻ ta vội vàng phục hồi tinh thần lại đồng thời có chút đỏ mặt nhìn nữ tử tú sắc khả thực trước mắt vốn vạn phần kháng cự hôn nhân sắp đặt ta lúc này ngược lại cảm thấy cũng không tệ tên cô là gì lập tức đọc một phần trí nhớ kiếp trước thì ra là lộ ra nữ nhân là bạch phủ mua về vì nguyên chủ sung hỉ sử dụng phu quân thiếp thân tên là đường tiểu uyển đường tiểu uyển tên hay ta trong miệng khích lệ một câu sau đó cười híp mắt nhìn mỹ nhân trước mắt trong lòng lại vui như nở hoa khụ khụ lúc này trời đã tối sau khi ta và cô lên giường trước vi phu mới thật triệt để hiểu rõ cô đường tiểu uyển xấu hổ gật đầu nhưng khi ta chuẩn bị thổi nến đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh giống như là bị mãnh thú theo dõi nhắm tới và cảm giác của ta cũng không sai đúng lúc này một tiếng nổ vang lên cửa phòng cưới của ta bị một cỗ lực mạnh đập vỡ cánh cửa vỡ vụn vụn gỗ văng khắp nơi ta vội vàng che kín khuôn mặt anh tuấn của mình ngay cả lúc này bên ngoài ồn ào tân khách đều ném tới ánh mắt khiếp sợ tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía một trạm người phụ nữ áo trắng trên mái nhà ánh trăng tự sắc chiếu lên người cô thêm cho cô một phần tư thế oai hùng hiên ngang. Thương hải, có ai ở đây không? Ánh mắt bạch vệ quốc hung ác nhìn cô gái áo trắng. Ai làm loạn trong ngày vui của con ta? Nhưng mà bạch y nữ tử không thèm để ý tới, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của ta trong phòng tân hôn. Bạch tiểu thiên, ngươi đi ra cho ta. Ta vẻ mặt mờ mịt nhìn nữ tử. Ngươi ngươi tìm ta, bạch tiểu thiên, ngươi còn biết ta? Người phụ nữ bí ẩn trên mái nhà thấy ta bước ra, liền chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan có chút anh khí ta vẻ mặt mờ mịt sau đó có chút ngượng ngùng hỏi ta có nên biết cô không lời này vừa nói ra sắc mặt cô gái khẽ biến nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng hãy nhớ kẻ giết ngươi là lâm khí xương nói đến đây sắc khí trong mắt nữ tử kia rốt cục không hề che giấu trường kiếm sau lưng trong nháy mắt xuất thủ thẳng đến ngực ta đánh úp lại dĩ nhiên là muốn ở trước mắt bao người một kích mất mạng mà ngay khi nữ tử kia nói ra ba chữ lâm khí xương mọi người trong sân cũng nhao nhao kinh hô lên làm càn đừng làm hại con ta Bạch Vệ Quốc thấy nữ tử kia tháo xa xuống, vốn cảm giác được nữ nhân này có chút quen mắt, chỉ là không đợi hắn nhớ ra nữ tử này là ai, liền thấy được nữ tử kia một kiếm thẳng đến nhi tử của mình. Bạch Vệ Quốc rốt cuộc bất chấp những thứ khác, một bước vượt qua trực tiếp chắn ở chính mình, trước mặt nhi tử đồng thời hạ ngón tay đánh kiếm, một thanh kiếm dài sắc bén vang lên, bị Bạch Vệ Quốc dùng thịt lực hùng hậu đẩy ra, trường kiếm sượt qua huyệt thái dương của ta, tiếng kiếm gào thét thổi thẳng Bạch Tiểu Thiên. Huyệt thái dương đau rát, chết tiệt, lão tử vừa tới đã suýt bị người ta chém mà ngay khi hắn mắng cục xuất khẩu lại cảm giác được ánh mắt mọi người xung quanh đều quái dị nhìn mình ngược lại thời gian làm cho hắn phía sau lời nói có chút nói không nên lời ngay khi hắn đang bối rối chỉ nghe nam tử trung niên phía trước trầm giọng nói lông khí xương cho dù cô là kiếm thánh do bệ hạ tự phong nhưng cũng không nên tùy ý làm bậy ở bạch phủ chẳng lẽ cô cho rằng đã từng làm con dâu lão phu lão phu sẽ không giết cô con dâu kiếm thánh ta lại run rẩy một lần nữa lượng thông tin trong lời nói này có chút lớn không khỏi theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng không ngại đụng vào một cái ôm mềm mại phu quân vị này là ai giọng nói dịu dàng của đường tiểu uyển vang lên thu hút ánh mắt mọi người đường đường kiếm thánh vì sao lại đến từ phủ kiếm thánh vẫn là thê tử của công tử bột này ha ha lần này có trò hay để xem rồi nghe xung quanh mọi người xì xào bàn tán trong đầu ta cũng có tin tức về lâm khí xương này cô 10 năm trước tiến vào kiếm tông vẫn bế quan tu hành 3 tháng trước xuất quan một đường nghiền ép đông đảo cường giả đế quốc được cơ quan bình luận võ thuật đế quốc xếp vào người đầu tiên trong tông sư cảnh ta nuốt một ngụm nước bọt cảm giác cổ họng có chút khô khốc lúc này ta biết lâm khí xương muốn làm gì cái quái gì thế này còn nói không nói đạo lý cái gì mà đường tiểu uyển không nghe rõ phu quân nói cái gì lại hỏi nhưng không đợi ta trả lời liền nghe được thanh âm lạnh như băng của nữ tử kia chuyển đến cô gái cô đi đi ra khỏi đây đi tên cận bã này hôm nay chết chắc tông sư cũng không giữ được hắn ta vẻ mặt ta đầy vạch đen có thể đừng làm vậy được không lão tử mới là người xuyên không Ừ, có lão phu ở đây ta xem ngươi có thể động ta triệu một chút bạch vệ quốc thấy nữ tử này như thế không tướng chính mình để ở trong mắt nhất thời giận dữ trách cứ nữ tử một tiếng sau đó lại nói với đám khách xung quanh mọi người hãy quay về đi mọi người vốn còn muốn lưu lại xem náo nhiệt nhau nhau rời đi sau khi tân khách rời đi bạch vệ quốc mở miệng trước được rồi lúc này không có người ngoài lâm khí xương cô rốt cuộc muốn làm gì không có biện pháp mặc dù chỉ là giao thủ trong nháy mắt nhưng hắn đã xác nhận thân thủ của lâm khí xương không tệ không tệ có gì từ từ nói dù sao đi nữa, chúng ta cũng từng là phu thê mà. Tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân tình, phu thê trăm ngày giống như biển sâu kia, tuy rằng lúc này ta còn không hiểu nguyên chủ đắc tội cô như thế nào, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cầu xin tha thứ. Ở lại giữa ta và cô chỉ có thù hận làm sao có ân tình. Đối với nữ tử cầu xin tha thứ của ta là rõ ràng giận dữ mắng mỏ, lửa giận trong lòng tràn đầy, trường kiếm sau lưng lần nữa ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm vang dọa ta theo bản năng, liền vội vàng trốn sau lưng Đường Tiểu Uyển. Tránh ra, ta không muốn làm hại người vô tội đường tiểu uyển vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một chút ẩn náu phu quân phía sau mình cảm giác có chút đau đầu vị tỷ tỷ này có chuyện gì từ từ nói đừng động một chút là muốn giết người nếu phu quân có gì có lỗi với cô cô nói ra trước rồi giết cũng không muộn ta nghe được lời đường tiểu uyển nói lúc trước còn cảm thấy rất tốt người vợ này cưới rất đáng giá nhưng mà nửa câu sau thiếu chút nữa đem chính mình tiễn bước lúc này bạch vệ quốc rốt cục nhịn không được tiến lên nói đủ rồi cho dù tự phủ có cái gì không có lỗi với cô nhưng mà hiện tại đã qua 10 năm lời này của bạch vệ quốc mặc dù có chút vô sỉ nhưng cũng thật sự là có chút đạo lý lâm khí xương mặc dù là kiếm thánh đế quốc người thứ nhất dưới tông sư nhưng nếu hôm nay dám giết chín đời đơn truyền duy nhất của mình chỉ sợ hậu quả này cũng không phải cô có thể chịu đựng nổi nhưng rõ ràng bạch vệ quốc đã đánh giá thấp quyết tâm của lâm khí xương mười năm ngươi có biết mười năm này ta sống như thế nào không lâm khí xương hừ lạnh một tiếng trong mười năm qua mỗi khi nhớ tới thời gian một năm mình ở trong phủ trong lòng cô liền tràn ngập khuyết nhục vô hạn mười năm qua ta đã trở thành tâm ma của lâm khí xương ta nay chạy tới nơi này chỉ vì tự tay chém tâm ma này con đường kiếm đạo sau này của mình sẽ hoàn toàn thông suốt lâm khí xương nói xong một cỗ sát ý lạnh như băng cũng tràn ngập ra ta nhìn người phụ nữ này biết trước mắt xem ra là nói không thông phụ thân trước hết để cho cô ấy bình tĩnh một chút hài nhi rút lui trước nói xong ta liền vội vàng trốn sang một bên đóng cửa để phụ thân ở ngoài phụ thân phụ thân ỉm trợ cho con theo trí nhớ của ta ông già rẻ tiền này là đệ nhất cao thủ huyền thiên thành bắt được kiếm thánh có chút bệnh thần kinh này hẳn là vấn đề không lớn bạch vệ quốc nhìn nhi tử phản ứng chỉ là lắc đầu quay đầu nói với lâm khí xương cô cho rằng lão phu sẽ sợ chính là một kiếm thánh lâm khí xương cũng không thèm để ý lời bạch vệ quốc nói đúng vậy đường đường là tây bắc vương sao có thể sợ một tiểu nữ tử như ta nói tới đây lâm khí xương liếc nhìn ta đang trốn ở một bên phụ phu giận dữ máu tươi năm bước trong nháy mắt ta cảm giác toàn thân phát lạnh huyết khí quanh thân bạch vệ quốc chấn động chắn trước người nhi tử lúc này ta mới cảm thấy thân thể ấm áp một chút Bạch vệ quốc có chút giận, nếu cô khăng khăng muốn giết con ta, vậy để lão phu xem bản lĩnh của cô. Như thế cũng tốt, tiểu nữ tử sẽ đến gặp Tây Bắc trong truyền thuyết. Dứt lời là một chiêu phong xương ảnh tuyết trường kiếm tựa như một điểm hàn tinh, thân hình hóa thành một đạo mị ảnh đâm thẳng về phía Bạch vệ quốc. Bạch vệ quốc không nghĩ tới cô nói động thủ liền động thủ, cảm nhận được hàn ý thấu xương, thân hình chật vật trốn tránh. Lần này chính là tức giận cô quá mức, ổn định thân hình tức giận nói, người trẻ tuổi không nói võ đức đánh lén. long Khí Xương cũng không nói tiếp, chỉ ra chiêu lần nữa nhìn thấy lâm khí xương vung kiếm đánh úp lại bạch vệ quốc vội vàng giơ tay ra một chiêu trường thương trên giá binh khí trong sân tùy tâm mà động một chiêu quét ngang thiên quân trường thương dĩ bất khả lực địch chi thế quét ngang qua kiếm thế của lâm khí xương bị ngăn cản kiếm cương màu xanh vườn quanh thân kiếm trường thương cùng thanh cương kiếm quang đụng nhau tia lửa văng khắp nơi nhìn sang một bên ta là líu lưỡi không thôi cái này đẹp hơn tivi nhiều đồng thời trong lòng cũng thầm thở dài chính mình xuyên qua cái này tiền thân lại là một phế vật không bao giờ tu hành ngay khi ta cảm thán Bạch Vệ Quốc đã đấu với Lâm Khí Sương mười mấy hiệp, mũi thương không nhường đường cho kiếm cương, lúc này cô lại nhìn một chút đối diện Bạch Vệ Quốc, đã cảm giác được khí lực của hắn không đủ, kể từ khi tướng quân hôm nay ngươi là bất cứ điều gì, cũng không bảo vệ được Bạch Tiểu Thiên, Bạch Vệ Quốc hừ lạnh một tiếng trường thương đột nhiên run lên, đen trường kiếm cách của Lâm Khí Sương ngăn lại. Ta chỉ có một đứa con trai như vậy, nói tới đây hắn quay đầu nhìn ta một bên, cảm giác được kiếm ý của Lâm Khí Sương đối diện càng lúc càng tăng, lang lệ trong lòng hắn đã quyết định, lão phu chỉ có một đứa con trai nếu cô cứ khăng khăng như vậy ta sẽ tặng cô lão phu còn trẻ sinh thêm một đứa là được rồi nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng liền trực tiếp lắc mình đi chỉ để lại một đám người vẻ mặt mơ hồ tình huống nào ta bối rối đây là tình thương của phụ thân trong truyền thuyết sạt lở núi sao mà đường tiểu uyển ở một bên lúc này thấy bạch y kia nữ tử nhìn ta vội vàng phất tay nói cái gì vậy ta bị ép mua không quen với hắn dứt lời đường tiểu uyển cũng xoay người tiến vào bên cạnh một căn phòng chống đóng cửa lại người đẹp ta nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó nếu không chúng ta ngồi xuống uống trà rồi nói sau thấy mọi người đều rời bỏ mình mà lúc này bạch y nữ từ kia lại một bước một bước hướng chính mình tới gần ta luống cuống nhìn trường kiếm càng lúc càng gần ta hô to một tiếng vội vàng quay đầu bỏ chạy nhưng ta vẫn chưa chạy được vài mét liền cảm giác cổ mình lạnh lẽo chỉ thấy trường kiếm lạnh như băng trong tay nữ nhân kia lúc này đã gác ở trên cổ của ta ngươi tiến thêm nửa bước nữa ta sẽ giết người một giọng nữ lạnh như băng truyền tới lời nói ra khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa nhìn người đàn ông trước mặt lâm khí xương tay phải cầm kiếm lại hơi run rẩy hít sâu một hơi bình phục rung động tâm tình lúc này mới mở miệng hỏi bạch tiểu thiên tên cận bã ngươi có nghĩ tới chính mình cũng có mục đích này cảm nhận được sắc khí lạnh lẽo truyền đến từ trường kiếm ta biết người phụ nữ này thật sự dám tự sát chỉ là ta thật sự không nhớ nổi lúc trước vì sao sẽ đá nữ nhân này ra khỏi bạch phủ đây không phải não tàn sao lúc này cảnh tượng này ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết có lẽ hơi thở của cái chết buộc não ta phải vận hành với tốc độ cao rất nhanh ta liền nhớ tới một màn này phát sinh ở đâu nhìn vợ trước cầm kiếm bên cạnh mình ta cắn răng đánh đi tinh ra đừng lầm ta trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen sau đó dùng sức chuẩn bị một phen chỉ trong chốc lát khóe mắt ta liền chảy xuống nước mắt bi thương đồng thời lời thoại kinh điển đã định trước trong bạch phủ hậu viện vang lên mà bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy tên cận bã này đột nhiên rơi lệ lông khí xương nhíu mày đang muốn hỏi liền nghe được thanh âm bi thiết của ta vang lên cô nên làm thế ta cũng nên chết đã từng có một phần tình yêu chân thành tha thiết đặt ở trước mặt ta ta không trân trọng chờ đến khi mất đi ta mới hối hận không kịp chuyện đau khổ nhất trên đời này cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi nói đến đây ta buồn bã nhắm hai mắt lại hai giọt nước mắt trong suốt to bằng hạt đậu nhỏ xuống đập vào trường kiếm của lâm khí xương để cho trong lòng nữ tử khẽ động dừng lại một chút lúc này ta mới mở mắt hai mắt xuất thần nhìn lâm khí xương bên cạnh hãy cắt thanh kiếm của cô vào cổ họng ta đừng do dự nữa gặp người chồng đã từng là của mình Lúc này hắn đem cổ cố ý hướng trường kiếm của mình đụng tới. Lâm Khí Sương rốt cuộc vẫn theo bản năng nói, trường kiếm trong tay hơi hạ thấp xuống, có hy vọng trong lòng ta âm thầm kinh hỉ, mặt ngoài lại không thay đổi chút nào. Ta ngước lên 45 độ nhìn bầu trời, làm ra bộ dáng thâm tình tiếp tục biểu diễn của mình, nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ nói ba từ với cô gái đó. Nói tới đây ta cúi đầu xuống, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn cô gái đối diện, ta yêu nàng. Lâm Khí Sương nhíu mày, nhất thời không nói, biết phải làm gì với người này? thấy lâm khí xương bắt đầu do dự ta chỗ nào còn không hiểu vội vàng rèn sắt khi còn nóng nếu phải thêm vào đó kỳ hạn ta hy vọng là một vạn năm nghe được lời cuối cùng ta nói nhớ lại đã từng vẻ mặt lâm khí xương không hề do dự nói xong di ngôn vậy ngươi chịu chết đi lâm khí xương lạnh lùng cầm trường kiếm trong tay lên liền muốn một kiếm hướng ngực ta đâm tới chết tiệt cứu mạng ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại phát ra tiếng gào thét cuối cùng trong cuộc đời mình rồi sau đó ta chỉ cảm giác cổ mình đau một cái cả người nhất thời mất đi chi giác không biết đã qua bao lâu ta bừng tỉnh miệng còn hô to đừng giết ta ta vèo một cái ngồi dậy không ngừng há to miệng thở hồn hển con trai con tỉnh rồi đừng sợ không sao đâu nghe được thanh âm quen thuộc này ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy trước cửa sổ lúc này có một người đang đứng nam nhân trung niên mặc áo giáp còn cô gái điên đó thì sao bất chấp những thứ khác ta vội vàng ngồi dậy mở miệng hỏi mà nhìn thấy con trai hoảng hốt như thế bạch vệ quốc có chút không vui nhíu mày quát lớn hoang mang rối loạn thành thể thống gì chỉ là một cô gái thôi nói tới đây bạch vệ quốc sờ sờ dâu ngắn của mình người phụ nữ đã đi rồi mà ngươi chỉ bị cô ta đánh ngất xỉu nhưng cô ta mang đường tiểu uyển đi cái gì ta vừa mới cưới mà chưa chạm vào cửa thê tử bị người ta mang đi như một người không trả nổi tiền thế chấp lễ hỏi khổ bức xã xúc mà nói thật vất vả xuyên không còn đưa cái lão bà kết quả chính mình ngay cả tay cũng không kéo đã bị người mang đi cái này con mẹ nó có thể nhẫn thúc có thể nhẫn thím có thể nhẫn lão tử không thể nhẫn người đó đưa thê tử ta đi đâu rồi tiếng giận dữ của ta vang lên trong hậu viện này ta không quan tâm dù sao thì đây là thê tử tám người khiêng kiệu cưới về cũng không thể cứ như vậy mà mất đi bạch vệ quốc thở dài một hơi thật sâu sau đó từ phía sau mình lấy ra một phong thư nói được rồi đừng náo loạn nữa đây là thư lâm khí xương để lại cho người ta nhận lấy thư mở ra xem chỉ thấy trên đó chỉ viết một câu ta sẽ quay lại ta bĩu môi cô còn có thể trở về cô cho rằng mình là hôi thái lang bỏ lá thư xuống ta đã quyết định nhìn lão tử tiện nghi này nói phụ thân cứ làm việc của phụ thân đi con muốn yên tĩnh một mình bạch vệ quốc lắc đầu đi ra ngoài đợi đến khi hắn sắp ra khỏi cửa rồi lại tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại nói đúng rồi mấy hôm trước từ trên trời rơi xuống đập hòn đá làm tổn thương con đã được tìm thấy bây giờ nó đang được đặt trong kho của chúng ta nói xong bạch vệ quốc liền đi ra ngoài ngược lại làm cho ta có chút nghi hoặc đá từ trên trời rơi xuống tự làm mình bị thương chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mình tới nơi này nhưng vào lúc này ngoài cửa thò đầu vào một cái đầu ta vừa thấy chính là chó săn số một của nguyên chủ a lương đồ chó nhà ngươi còn không mau cút vào đây cho thiếu gia ta học theo ấn tượng trong trí nhớ của mình há miệng liền mắng hắc hắc thiếu gia bớt giận nô tài cút vào đây ngay đừng nói nhảm nữa mau đi chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia ăn xong ta muốn đi nhà kho một chút ăn cơm sớm liền cùng chó săn đi tới nhà kho kho phòng cấm địa người không có việc gì cấm đi vào không đợi ta nổi giận đâu a lương liền tiến lên mắng mở mắt chó ra nhìn đây là thiếu gia không phải người không có việc gì Hai tráng hán kia vẫn mặt không đổi sắc, một người còn đưa tay chỉ chỉ bên cạnh, ta nhìn theo hướng ngón tay hắn, ở bên cạnh đợi một tấm bảng gỗ, Long Phi Phượng Vũ viết mấy chữ to, con tôi và chó không được vào. Nhìn nét chữ và giọng nói này, vẻ mặt ta đầy vạch đen, lắc đầu nhìn hai tráng hán ở cửa. Ta nói hai con chó nhà ngươi, bổn thiếu gia không cần bảo bối khác. Ngươi lấy cho ta hòn đá đã đập ta, bổn thiếu gia muốn băm nhỏ nó cho chó ăn. Chờ một chút, ngươi giữ chìa khóa bên trái, liền lấy chìa khóa ra mở cửa kho. Một người đàn ông bước vào ta và a lương ở ngoài cửa không đợi lâu thủ vệ đi vào liền ôm một khối tảng đá màu đỏ sậm đi ra ném tảng đá xuống đất sau đó xoay người lập tức khóa cửa giống như là phòng ngừa trộm cắp đây chính là tảng đá đập bị thương bổn thiếu gia kia ta tiến lên dùng chân dẫm lên đầu người kia tảng đá lớn nhỏ có chút ngạc nhiên tảng đá lớn như vậy từ trên trời rơi xuống theo lý thuyết đập nát một thành phố cũng không thành vấn đề sao lại chỉ đập chết tên công tử bột kia mà thôi có vấn đề thì phải có vấn đề a lương đưa tảng đá này cho thiếu gia ta ôm trở về phòng ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng trở về phòng ta bắt đầu nghiên cứu hòn đá này tảng đá trước mắt hiện ra màu đỏ sậm bề ngoài hoa văn trải rộng tựa hồ như là nứt ra nhưng bên ngoài lại thập phần bóng loáng nhìn thấy ta liền nhịn không được buông tay ra muốn sờ một chút xem cái này rốt cuộc có bao nhiêu tơ lụa ngay khi ta đặt tay lên nó một đạo hồng quang trong nháy mắt tăng vọt tràn ngập cả phòng cùng lúc đó một đạo hấp lực cường đại truyền đến không đợi ta kịp phản ứng trong đầu liền cảm giác choáng váng cả người trong nháy mắt bị hút vào trong tảng đá hồng quang trong phòng cũng dần dần biến mất cuối cùng lại trở về bình thường trong nháy mắt hồng quang xuất hiện trong đô thành của đại tần đế quốc đệ nhất nữ tướng sư đế quốc đột nhiên mở mắt ánh mắt nhíu mày gắt gao nhìn về hướng tây bắc trong hoàng cung huy hoàng đại khí không bao lâu thủy hoàng đế ngồi trên long ỉ nhìn về phía trước nữ tướng sư bẩm báo nhíu mày hỏi chuyện gì quấy giày chấm tu hành khởi bẩm bệ hạ việc này quan trọng vi thần lúc này mới mạo muội quấy giày bệ hạ hứa mặc phụ là nữ tướng sư đệ nhất đế quốc có trách nhiệm giám sát toàn bộ vận mệnh đế quốc cho nên mới vừa rồi phía tây bắc xuất hiện dị thường cô thập phần coi trọng bệ hạ vừa rồi vi thần cảm ứng được hướng tây bắc có ma tinh hàng thế chỉ sợ bất lợi cho đại tần đế quốc xin bệ hạ ra quyết định nói xong cô liền cúi đầu thật sâu không nói gì thật lâu sau trên long ỉ mới truyền đến một tiếng đáp lại truyền lệnh trưởng công chúa lệnh cho cô xuất lĩnh ba ngàn thiết kỵ chạy tới tây bắc cần phải điều tra rõ ràng việc này lúc này ta đang ở trong một không gian kín xung quanh một mảnh khí ga màu đỏ vây quanh về phần phía trước là một tấm bia đá khổng lồ trên đó viết bảy chữ lớn bằng những chữ phức tạp mà ta không biết ngoài ra không còn gì khác cố gắng đi lòng vòng xung quanh, kết quả xung quanh đều là xương đỏ vô tận, không có biện pháp đành phải đi trở về, có ai không? Rốt cục ta nhịn không được hô to, đương nhiên có người đột nhiên một thanh âm thần bí vang lên, nhất thời sợ tới mức cả người run rẩy, ngay sau đó sương mù màu đỏ bốn phía đột nhiên co rút lại, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một hình người. Ngươi là ai và ở đâu? Ta mạnh dạn hỏi. Ta là Huỳnh Hoặc Chi Tâm ở đây chờ ngươi đã lâu, về phần nơi này chính là không gian bên trong Huỳnh Hoặc Chi Thạch. Cái bóng hình người màu đỏ kia mở miệng nói: giọng nói không nghe ra là nam hay nữ ồ vậy ngươi thả ta ra đi bóng người màu đỏ nhìn ta dứt khoát lưu loát như thế có chút sững sờ ngươi không tò mò ta kéo ngươi vào đây để làm gì sao nhìn xung quanh tràn ngập ánh sáng màu đỏ ta cảm giác được không ổn vội vàng nói tò mò giết chết mèo nên bây giờ đưa ta ra ngoài nhưng mà thân ảnh màu đỏ cũng không để ý tới sự phản kháng của ta nói thẳng ta giao cho ngươi một nhiệm vụ ngươi phải đặt viên đá lấp lánh này cho phù hợp thời gian giao cho hoàng đến nơi này và như một phần thưởng ta có thể thay ra đổi thịt ngươi bao gồm cả việc chữa khỏi hội chứng thiến trời của ngươi. Ai biết hòn đá này dùng để làm gì? Ta không thích cái gì thay ra đổi thịt. Về phần thiến trời cái gì? Nói đến đây ta dừng lại cảm giác có chút không đúng. Ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh màu đỏ kia hỏi, ngươi nói gì thế? Bệnh hoạn à? Thân ảnh màu đỏ kia cười cười trong nháy mắt đi tới trước mặt ta, không đợi ta kịp phản ứng liền vươn ra, một ngón tay chạm vào trán ta. Ta chỉ cảm thấy cả người run lên, ngay sau đó khu vực u ám trong đầu, các loại ký ức trong nháy mắt nối gót mà đến những ký ức vốn bị che giấu kia đều thoáng qua thể hiện ra khiến ta không kịp nhìn nửa ngày sau vẻ mặt ta dại ra thì ra nguyên chủ nhân của thân thể này là một thái giám sống bởi vì nghẹn khó chịu lại không thể phát tiết ra ngoài cho nên đối với phụ nữ đó là một biện pháp khác đó là đánh sau đó những nữ nhân kia đều bị trục xuất khỏi bạch phủ con mẹ nó xúc sinh đầu súng khô như bạc nhì không chúng sau khi mắng một câu trong miệng ta mới kịp phản ứng con mẹ nó bây giờ chính mình cùng cái kia tiền thân hợp hai làm một mắng hắn không phải là mắng chính mình sao nhưng để thận trọng ta vẫn ở trong lòng siêu vẹo một phen kết quả thật sự không có phản ứng gì lần này ta thật sự hoảng hốt nếu như vậy mình còn không bằng đi tìm chết mà nhìn thấy vẻ mặt táo bón của ta cái bóng màu đỏ kia liền hiểu được ta biết tình huống cười hỏi thế nào ngươi đã nghĩ về nó chưa thật ra thì có nâng hay không cũng không quan trọng ta chủ yếu muốn cải thiện cơ thể tư chất truy cầu một chút trường sinh đại đạo không phải là đem tảng đá này đưa cho hoàng đế sao nói xong ta lại cúi đầu nhìn trong lòng yên lặng thở dài một tiếng này nhị đệ đại ca đây đều là vì ngươi mới khuất thân tòng tạc, đến khi ta tỉnh lại thì đã là giữa trưa nhìn thân thể mình trải qua trị liệu của bóng người màu đỏ kia trở nên giống như bạch ngọc trong suốt ta sợ ngây người nhìn mỹ thiếu niên nhẹ nhàng xuất hiện trong gương đồng ta không thể ngừng thở dài không ngờ trên đời lại có người đẹp trai như vậy nói xong ta liền nhìn về phía tảng đá trên bàn chỉ thấy nguyên bản hiện ra màu đỏ sậm tảng đá lúc này lại biến thành màu trắng mà ở trên tảng đá thì xuất hiện bảy chữ phức tạp đây rốt cuộc là viết cái gì có thời gian tìm người hỏi một chút thời gian như thế nháy mắt đã qua nửa tháng hôm nay ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chó săn a lương thiếu gia vương công tử nghe nói người tỉnh lại cô ý tới tìm ngài cùng đi chơi ngài có muốn đi hay không cái gì ngươi để vương nhị cầu ở phòng khách chờ một chút thiếu gia ta sẽ đến ngay ngay khi bước vào phòng khách ta thấy một tên mập mạp chết tiệt hơn 300 cân đang kéo tay thị nữ nhà mình sờ không ngừng vừa sờ còn vừa nói thôi nào ca ca muội cho huynh xem một bộ mặt không được lấy tiền mấu chốt là thị nữ kia mặt đầy mặt sổ giống như hoa hướng dương vậy bất đắc dĩ lắc đầu ta tức giận mắng nhị cầu mấy ngày không gặp ngươi thật đúng là chó trước sau như một mà tên mập mạp 300 cân kia nhìn thấy ta đi tới liền vội vàng buông đãi nữ ra há miệng hỏi thiên ca nghe nói tẩu lại chạy lúc này nước trà ta vừa uống nhất thời phun ra vẻ mặt vương nhị cầu ngươi nghe ai nói còn có cái gì bảo tẩu ngươi lại chạy theo người ta bàn tử lau mặt xong ủy khuất nhìn ta tức giận nói thiên ca hai huynh đệ chúng ta ai với ai mấy người tẩu tẩu trước kia của huynh người nào ở nhà một tháng không phải đều chạy rồi sao nói đến đây hắn lại dừng lại nhìn ta dường như không biết có nên nói làm sao vậy ta mặt không chút thay đổi nhìn hắn hơn nữa lần này tẩu tẩu cùng người chạy toàn bộ tây bắc đều chuyển khắp nơi mọi người đều vỗ tay khen hay ta vỗ đầu không nói gì nhìn trời xanh nguyên chủ này bị người hận nhiều lắm đại ca huynh cũng đừng buồn dù sao tẩu tẩu cũng không phải lần đầu tiên chạy thấy ta trợn trắng mắt nhìn hắn vội vàng tự tát vào miệng mình một cái không ý ta là không chỉ có mình cô ấy chạy đây đều là mấy đại ca huynh phải học cách làm quen với nó đại gia ngươi a mau câm miệng đi lúc này ta rốt cục biết được tên mập mạp chết tiệt này biệt danh tại sao lại gọi là vương nhị cầu cái này con mẹ nó dính dáng đến người khác hắn là một câu cũng sẽ không nói à đi thôi ra ngoài đi dạo đại ca đã lâu rồi ta không ra ngoài thấy mập mạp chết tiệt này bị mình mắng một câu liền cúi đầu không nói lời nào ta suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi ra ngoài dạo một vòng nhân tiện hãy tìm hiểu về những người trên thế giới này nghe được muốn ra ngoài chơi Mập mạp lập tức tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn hai con ngươi gần như không nhìn thấy hưng phấn nói: "Đại ca, nghe nói Hạnh Hoa Lâu có một cô nương thú nhân tộc mới tới, nghe nói là người hồ tạp giao kia bộ dạng gọi là Phong Tao a, à. nếu không huynh đệ chúng ta đi lĩnh hội một chút." Nhìn vẻ mặt bỉ ổi của Mập mạp, ta bĩu môi, ta vốn định cự tuyệt đột nhiên trong lòng khẽ động, sau khi mình cải tạo trong không gian thần bí kia, tuy rằng bên ngoài thân thể thoạt nhìn có biến hóa cực lớn, nhưng phương diện đó vẫn phải thực hành mới được. Và nhất thân ảnh màu đỏ kia hố chính mình thì sao? Nghĩ đến đây ta gật đầu không lâu sau trên đường cái có chút người bán hàng rong tinh mắt từ xa đã thấy ba người đi tới ngay sau đó một tiếng hô to tự hoàn khố đi ra vừa rồi trên đường cái còn phồn hoa dị thường lập tức ồn ào đồ ăn tết cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa với tốc độ nhanh nhất thiếu nữ xinh đẹp ra ngoài mua thức ăn lập tức kéo xa xuống thoát khỏi đây nhanh nhất có thể về phần vừa rồi còn nằm lăn lộn trên mặt đất đứa bé hỏi mẹ muốn kẹo hồ lô vội vàng trốn vào trong lòng mẹ cũng không dám khóc một tiếng nữa chỉ là trong nháy mắt huyền thiên thành nhất đường phố phồn hoa liền có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống chuyện gì đang xảy ra ở đây lần đầu tiên ta thấy một người cái tên có tác dụng làm sạch đường phố chúc mừng đại ca chúc mừng đại ca không nghĩ tới đại ca mặc dù lâu không ra khỏi cửa nhưng hôm nay xem ra uy phong của đại ca vẫn không giảm mập mạp không thấy rõ sắc mặt ta còn ở một bên dương dương đắc ý này con mẹ nó toàn bộ tây bắc ai có nhà ta đại ca uy phong thấy tình huống này ta cũng không muốn nói thêm gì đóng băng ba thước không phải là cái lạnh của một ngày chính mình muốn trong thời gian ngắn xoay chuyển cái này hoàn khố ác danh sợ là không được chỉ có thể từ từ sẽ đến đi thôi đến hạnh hoa lâu xem lúc ba người mới vừa đi vào hạnh hoa lâu trước cửa bạch phủ có hai người ngươi nói bạch tiểu thiên bây giờ thật sự thay đổi rất nhiều không còn ngày ngày ăn chơi đàng điếm hồ nháo nữa bạch y nữ tử bên trái nhìn chằm chằm cửa lớn tự phủ thản nhiên hỏi lâm tỷ tỷ tin muội đi phu quân từ sau khi tỉnh lại tựa như biến thành người khác không tệ như tỷ nói đâu nữ tử tự y nghiêng đầu nhìn nữ tử bên cạnh không biết cô ấy lấy đâu ra niềm tin tên cận bã đó sẽ cải tà quy chính chỉ sợ lại là một cô nương bị lừa nghĩ lúc trước mình vừa mới tiến vào tự phủ bây giờ nhìn đường tiểu uyển trước mặt giống như nhìn thấy chính mình đã từng ngay khi hai người đang nói chuyện thì cửa bạch phủ mở ra người gác cổng đi ra hỏi hai vị cô nương tìm ai sau khi nói xong hắn mới nhìn rõ bên trái dung mạo nữ tử nhất thời cả kinh thiếu phu nhân sao người lại trở về lúc này thấy người gác cổng nhận ra mình cô cũng không thèm để ý chỉ hỏi đưa ta đi gặp thiếu gia người gác cổng kia nghe xong nhất thời có chút xấu hổ mà sự chân trừ của hắn rơi vào mắt đường tiểu uyển nhất thời làm cho lòng cô nhảy dựng sao vậy thiếu gia đi đâu rồi thiếu gia thiếu gia thấy người gác cổng nửa ngày không nói lâm khí xương rút trường kiếm ra đặt ở trên cổ hắn lúc này bị trường kiếm gác ở trên cổ hắn hận không thể ngay cả tổ tông tám đời của mình cũng khai báo ra ta nói ta nói thiếu gia đi hạnh hoa lâu sắc mặt đường tiểu uyển lập tức khó coi chính mình vừa rồi còn can đoan trước mặt lâm khí xương nào ngờ trong nháy mắt đã bị đánh mặt thật sự là vô cùng xấu hổ sau khi hỏi rõ ràng chỗ ở của hạnh hoa lâu hai người xoay người rời đi người gác cổng biết rõ mình gặp rắc rối vội vàng hô to một tiếng người đâu mau đi tìm lão gia thiếu gia gặp nguy hiểm lúc này ta còn không biết nguy hiểm đang càng ngày càng gần ngược lại vẻ mặt hưng phấn đánh giá xung quanh hạnh hoa lâu lúc này cầu thang lầu hai lộc bộp đi một phụ nữ xinh đẹp bước xuống phụ nhân kia từ xa liền thấy được ba người nhất thời cả kinh vội vàng kêu lên không biết là gió nào thổi ba vị đến đây bị thổi tới hạnh hoa lâu của ta rồi lời chưa nói xong đã đi tới trước mặt ba người ta ngẩng đầu nhìn lại chính là tú bà diêu nương của hạnh hoa lâu tiền thân này đã tới nơi này vài lần nhưng thật ra từng có duyên gặp mặt lúc này ta ngược lại không có hứng thú cùng cô nói cái gì ta đến đây chỉ để thử nhị đệ của mình rốt cuộc có thể dùng hay không cũng giống như đi bệnh viện thôi chỉ cần xác nhận không có bệnh sau này ta tự nhiên sẽ không tới lấy thân phận hiện tại của mình tới nơi này hạ giá đừng nói nhảm nữa nghe nói ở đây có một con hồ nhĩ nương gọi ra đây đại ca muốn nói chuyện với cô ấy dứt lời mập mạp liền đem một tấm ngân phiếu vỗ vào ngực tú bà tú bà vội vã cho người chào hỏi đem ba người nên đón nhã gian lầu hai mà lúc này một đám cô nương lầu hai đều khoác quần áo ghé vào lan ca nhìn bạch thiếu gia đến chỗ ta ta đã chuẩn bị đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm bạch gia đến chỗ ta ta có thượng cổ bản gốc bảo đảm cho ngài xem đủ ta nhìn các cô gái khi ta đi lên cầu thang lời chào nồng nhiệt không kìm được xúc động đàn ông có tiền không nhất thiết phải hạnh phúc nhưng chỉ cần anh có tiền người khác sẽ tìm cách làm cho anh hạnh phúc ngay khi ta đang đi đến gian phòng số 1 trên lầu 2, từng là vợ trước lâm khí xương mang theo vợ hiện tại đường tiểu uyển đã đứng ở giao lộ huyền bát lộ Cùng lúc đó trên bình nguyên bên ngoài Huyền Thiên Thành, một dòng ngựa thép đen đang được tạo ra bởi một tốc độ cực nhanh hướng Huyền Thiên Thành chạy tới. Mà ở phía trước đội ngũ này lại là một nữ tử mặc áo giáp trắng, chính là thắng nhược anh được sắc phong trưởng công chúa 5 năm trước, cũng là tại 5 năm trước bị đuổi ra tự phủ ta.